Trăng hôm nay sáng quá. Anh em mình làm gì đỏ đỏ đây? Ui chà, đứng lên con hàng thôi. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Ui hơi cháy cháy chưa? Món độc lạ. Hôm nay anh em sẽ làm cái món này là gà nướng mắm đục nha anh em. Đây mắm đục của anh em mình đây. Ăn được trời. Trời ơi, đợt trước làm đâu? Hơi bị thơm chưa? Thấy chưa? Hơi bị đỉnh. Gà nướng mắm nhĩ là rất là ngon nhưng mà bên em chơi gà nướng mắm đục luôn nghe các bạn. Ồ, thơm dữ ghê. Thơm mùi thơm chưa? Bay lửa vô thơm liền không? Thơm mùi dễ chịu ghê vô anh. Đấy, tốt đào. Thơm không? Nữa. Đào cái này mà làm mình tính sao vô? Đấy. Thời gian chờ đợi nó thấm mắm nha anh em. Đây, xin thiệu anh em đây là mắm đục của anh em mình và mắm mực. Anh em có thể vào lụm luôn combo 31 đục 267k. Đó, ok luôn các bạn ơi. Y bài luôn. Có ấn tiếng cho anh em luôn, cứ yên tâm vào đặt thôi. À vô lại các bạn đang nướng nướng bánh đục là này. Học y xì luôn. Bánh tráng nướng bánh đục cũng ngon lắm. Ồ đây mình nướng. Bánh đục này thì anh em có thể là chấm với cá chiên, cá nướng, chan bún tư các kiểu là điểu nha, nhiều món lắm. Công dụng khá là nhiều nha. Combo này là hơi bị VIP luôn đấy. Rồi, y bài. Mùi mùi mắm nó nhỏ dữ nè. Chờ anh em Phúc ơi. Wow, hồng ngút ngay. Đặt lại là mập, đặt lại vô. Cho nó thấp xuống đi. Đâu, thấp xuống rồi. Ui. Cái gì vậy? Trăm tiêu. Ôi, anh ơi, đi đâu? Ôi, vậy vậy đây. Anh em, mời, 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 này có giò được không hả? Cắn nó ra đây, nguyên kẹp chứ coi một cái được không được. Bây giờ ăn cái đầu với phao câu thôi, còn mình để nhậu. Rồi vô. Em ăn cái đầu không? Dạ, cái đầu câu rồi. Độc mà gà. Phao câu mà nếu mà nướng mắm đục như thế nào em review thử cho vô. Review. Vừa ăn chưa? Vừa ngon á. Thơm. Cái đuôi chưa thấm. Mắm đục không? Còn đây đem tới trụ. Cái đầu luôn ơi. Cứng quá. Trên ăn thiên dưới địa hai bên đều như nhau. À, phải không? Còn đá chứ vô đầu thôi không? Vô đầu. Anh em thôi. Chấm đi. Chấm nha. Dài chúa đi. Mềm không? Béo mà mềm mềm đục vô cá mà mềm đục ra nó phải béo. Ồ. Đúng rồi, gà gà ấy. Nó hao cậu béo lần miệng luôn. À. Gà mà trên này nó có lớp mỡ luôn này không? Dạ dạ giòn ơi. Dạ ngay. Nếu mà sao đúng không? Ngọ do già chừng nãy luôn quá thôi. Nướng do dùng. Nướng lâu. Mở là chấm. Hmm.